nãy giờ là nãy giờ cứ nhắc Linh như Lan Ngọc hoài là cứ... Anh đang kể chuyện gì à? Anh không kể chuyện cho em nghe. À, mình sẽ vô một cái làng mà người ta làm bánh tráng, anh chỉ biết vậy thôi. Và bánh tráng là một trong những cái món ăn mà nó có liên quan tới lịch sử của đất nước ta. Hôm qua gian nan, hôm nay của ta thật như là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sân ga nhưng tỏa thấp cao trong trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ. Tươi già, tươi xuân, sáng tươi muôn phần. Mình đi thăm quan kinh thành Huế. Nghĩa quan họ Bắc Ninh. Mình tặng bánh bia chóc trắng miệng Tây. Ta nhảy múa cùng chiêng nơi người cao đất xứng tình nghĩa. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ giành rạng ngời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Ôi nôn nóng, ủa đi thì liền bây hả? Giờ nè, trước khi chúng ta chia ra làm hai đội đúng không? Dạ. Tôi tâm sự như này. Vụ gì? Trời đang mát quá. Ôi mát hổi. Ôi mát. Mà đội của tôi nghe trong cái câu thơ là đang ngồi trên đọt cây. Anh em mình đi kiếm quán cà phê nào, uống ly cà phê. Rồi là gì làm, được không? À, để cho khách mời ngồi trên đọt cây chờ mình đúng không? Mình đi cho sớm. Còn em là ngày ngồi ở giếng nước. Là mát quá. Mát quá. Mình uống từ từ thôi. Có nào bà xuống giếng mà tắm luôn không? Nặng lắm đó. Nặng lắm đó mọi người. Nhưng mà thôi em nghĩ khách mời cũng còn đồng hành với chúng ta một ngày nữa mà. Nên thôi từ từ gặp cũng không sao. Khách mời bên đây cũng sướng lắm, ngồi bên bờ giếng rất mát. Có nước, có thủy. Vậy tới đây chúng tôi xin phép tách ra. Tranh thủ nghỉ ngơi. Bên này xung quanh bên kia hình như có người kìa. Ở đây sao thấy có cánh cổng rồi mà. Kia có phải giếng không? Kìa bên kia có ai kìa. Đâu? Nhưng không phải người của mình đâu. Bên kia là... Ai vậy? Nghe mặt kìa. Ai mà tóc ngang vậy? Đây có phải giếng nước không mọi người? Đấy là cây hay sao? Cây me, vậy là cố đọc bên kia. Mà tao dán không ai chú ý. Mà tao dán không ai chú ý, không ai chú ý. Làm như... Nghe mặt. Thế mà anh Giang ở bên đấy là nam. Thôi bây giờ mình vô đây đi, mình vô đây. Mình hỏi thăm à? Hay là mình hỏi thăm người kia coi. Mơ khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng quá nhìn không ra. Giếng nước ở đâu vậy cả nhà ơi? Ê, ê, cái giếng nè. Ồ, đúng rồi, có cái giếng. Ê, ê, áo đỏ lú ra kìa. Úc à, di tích giếng nước của gia đình thân sinh Tây Sơn Tam Kiệt. Ai anh ơi, con gái. Phải không? Mà sao nằm xuống lơi vậy? Di tích giếng nước của gia đình thân sinh Tây Sơn Tam Kiệt. Chết, ấy ơi. Ai vậy? Ấy ơi. Ủa sao? Mặt ai vậy? Ngủ tính. Ôi, thật chân luôn ha. Ủa? Ha, à, như vậy là bị lời nguyền. Lời nguyền là cái lừa chính. Ủa, làm lại, rắc con. Mày có lời sao bị cấm lên đầu vậy? Đúng rồi. Rồi. Trời, đừng có thấy nha. Bà bỏ xuống giếng được không? Bỏ xuống giếng đi. Bỏ vô cái... Cái gì? Được không? Không đâu tiếp em. Thôi. Chân gian sợ, loài người sợ. Bỏ xuống giếng đi. Phải làm con cá bông. Trời ơi. Sao mà du khách đi tham quan đó vậy? Trời ơi. Là ủa là em hả? Hello chị. Hello em. Hello anh. Chào đón em đi. Mừng mừng tuổi tuổi. Là quen quá rồi. Lâu quá, mấy lâu quá không thấy gì xuất hiện. Chào thơ gì đi đâu vậy? Có nào khách mời nào dưới đây nữa không? Em cho là giặt thế thanh đóng thế đúng không? Có đúng không? Anh Long đây vô đây đi em thả luôn. Ôi em ơi, nguy hiểm em ơi. Em sẽ lấy cho chị một ngụm nước. Được không? Tự nhiên được mà. Tự nhiên của chúng ta hơi vô tri. Thôi bây giờ mình nước này thì mình chắc mình sẽ rửa mặt để may mắn hả? Thôi bọn em bé liner lâu lắm. Không, có sẵn nè, À không, phải lấy đi. Uống được không? Nước này uống được không? Được. Rồi anh lấy được chưa? Anh có lấy nổi không? Nổi. Thật ra thì em đã chuẩn bị cho mỗi người một gáo ở đây à? Không. Tôi muốn lấy nước từ ở dưới lấy lên. Không, không tin tưởng. Rồi, đâu lấy được lắm. Không? Wow. Em biết lấy nước từ dưới giếng lên luôn. Ý, nước rất là trong, nước trong khe. Nước trong khe. Ủa nhưng mà mọi người sao mà tìm ra được em vậy?
Tại vì nó dễ lắm, tại có giếng nước gì đó. Với lại thấy cái tán tướng em nó lù lù. Có bài thơ mà. Có. Gì chải tóc ấy. Có giếng nước trong xanh ngồi chải tóc. Ngồi nghiêng nằm nghiêng chải tóc. Nằm nghiêng chải tóc. Đấy là ra em liền. Đúng nhưng mà không? Tại sao lại có ý nghĩa là cái lược để hợp lên đầu? Chải tóc. Chải lâu quá. Cái này dính vô đầu luôn. Dính vô đầu luôn. Nhưng mà thật sự là từ sáng tới giờ rất là hân hoan chào đón quý khách. Quá mệt mỏi để hướng dẫn viên du lịch ơi. Lâu quá trời lâu luôn. Em là từ sớm tinh mơ là 6 giờ là chờ mọi người ở đây rồi. Ủa sao đến sớm vậy chị? Tụi em quay tới bên kia tới 10 giờ mấy luôn á. Thì đoàn du khách bút á. Mốt bút trễ trễ lại xíu em gỡ chờ nha. Như vậy là chúng ta có khách mời rồi. Bây giờ chúng ta cùng hân hoan gặp đội bên kia và gặp gỡ khách mời còn lại nha. Dạ. Đi thôi. Nữa hả? Đây, hãy nhìn đi. Ôi. Cây me có thụ trong vườn nhà Tây Sơn, ta thiệt. Wow. Ôi, tại sao mình thấy một dáng người đang ngồi? Phải không anh? Màu đỏ luôn. Có phải đồng đội chúng ta không? À, thấy rồi anh. Thấy chưa? Đồng đội của mình ơi. Đâu? Ta thấy đồng rồi, ta thấy rồi. Ôi, đồng đội. Thấy rồi đó, sau cái me đó. Đó, sau cái me đó, thấy chưa? Ờ, à, đúng rồi. À, đây nè. Không phải hết đâu. Thấy cái me chưa? Ủa, lộn cái me rồi. À, vậy hả? Không phải cái me này, không phải. Thì cái me khác. À, thấy rồi. Đây nè. Đó, đồng đội mình đâu? Sao cũng dòi á? Trời, đó cái me đó. Để không thấy được trời. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy. Ủa không phải cái me này. Ủa sao kỳ vậy ta? Nhưng mà phải công nhận trong đây rất nhiều cây me nha. Cây me lưu lượng rất nhiều. Thôi bây giờ mình chốt một cây me luôn nè. Sao vậy ta? Ủa? Bao nhiêu người mặc bộ đỏ ở đây vậy? Vô hai giờ. Có phải đồng đội chúng ta không ạ? Ai đây ạ? Thật là tò mò. Ủa? Nhưng mà tại sao lại dáng rất yếu điệu thuộc nữ vậy ta? Em có nghĩ là phải là một người con trai trèo lên cành cây me chứ? Ủa? Múa nữa đi luôn giờ đó. Múa nữa đi. Ai đây ạ? Ôi! Người quen. Hello. Anh cảm giác em thế nào khi mà đồng đội em lần lượt chạy qua chạy lại? Em cảm giác là em bình thường đã rất là thấp bé rồi. Mọi người thường nhìn qua đầu em, nhưng lần này thì còn cảm thấy đau đớn hơn nữa. Đau đớn hơn nữa. Tại sao vậy anh? Hả? Tại sao vậy? Tụi anh mới vừa đi khám ngày hôm qua, tụi anh đều cận 8 độ 7. Ba đứa đều cận hết là thật cận. Quá chói quá cận mặc hết nhiều rồi. Tại vì em mặc cái đồ bình thường đó, nhận ra được mặc đồ này tưởng đội bên kia. Nên không có phản ứng. Rồi, cuối cùng chúng mình đã nhìn thấy nhau. Yeah. Đây là cháu bùi. Wow. Nãy giờ cứ nhắc Linh Như Lan Ngọc hoài là cuối cùng là cũng nói thiệt. Ai nhắc? Mấy người đây nè. Tôi nhắc cô đó. Trên rực rỡ tại làng ánh sáng nha mọi người. Xin chào mọi người. Rồi nha. Vui lắm ạ, xuống mấy cái làng vui lắm. Bây giờ đi đâu anh? Giờ xuống chơi game với em. Cái gọi là cái làng nghề chuyên sáng ánh sáng. Bánh sáng ở ngoài Bình Định như dân này nó là một cái món. Anh đang kể chuyện vậy à? Anh không kể chuyện với em nghe. Mình sẽ vô một cái làng mà người ta làm bánh tráng. Anh chỉ biết vậy thôi. Và bánh tráng là một trong những cái món ăn mà nó có liên quan tới lịch sử của đất nước ta. Xin chào.